Nên chào các bác, thì hôm nay nhà em vừa về thêm cho các bác một mẫu máy rửa xe mới. Thì mẫu này là của Tây Sơn. Đây, như các bác có thể thấy ở đây. Sau đây em sẽ chỉ cho các bác cách để lắp đặt cái con máy rửa xe này, sao cho nó các bác về các bác đỡ phải mất công mệt mỏi. À, thì chúng ta sẽ có một cái đầu trong suốt như thế này và một cái đầu nó hơi tròn một chút. Các bác nhớ cái hình dáng của nó. À, thì hai cái đầu là chúng ta có thể ấn được vào với nhau và nó sẽ có hai nấc ạ. Ấn này thì nó sẽ lỏng và nó chưa đủ ạ. Thêm một nấc này nữa. Cái máy này thì nó có hai đầu, đây là đầu ra của nước và đây là đầu vào. Thì cái khối mà chúng ta vừa lắp xong chúng ta sẽ gắn vào cái đầu vào, dạ, vặn vào là được. Và cái đầu này nó sẽ dùng đây, sẽ đi kèm cho các bác một cái đoạn dây ngắn. Thì lấy cái đầu này để chúng ta gắn vào đây. Rồi chúng ta sẽ cố định cái đầu này vào là được. Ở bên cạnh đó thì chúng ta còn có một đoạn dây dài hơn. Có một cái đầu trông hình dáng nó sẽ như thế này. Các bác chỉ việc ấn nó vào và vặn nốt cái đầu này vào là chúng ta sẽ ok để có thể sử dụng. Ok, về phần gói phun chúng ta sẽ có 3 chi tiết cần phải lưu ý. Một là cái đầu phun áp suất này. Đây là cái để điều chỉnh độ to nhỏ của dòng nước. Hai là cái thân máy. Và ba là cái vòi phun này. Được chưa? Thì ở cái đầu vòi phun các bác sẽ thấy có một cái chi tiết như thế này. Có một phần nó xòe ra. Chúng ta ấn nó vào cái thân máy theo đúng cái rãnh của nó. Đó. Và chúng ta sẽ cố định được cái đầu này vào. Ở phần đầu này thì ấn chỉ được ấn cái phần rãnh này vào xong là xong ạ. Rồi, đó, thế là các bác đã có một cái thân máy để dùng. Và ở dưới này các bác để ý sẽ có một cái chữ release ở đây. Một cái công tắc vàng ở đây. Đấy, chúng ta sẽ nối nó với cả cái đầu dây dài vừa nãy của chúng ta đã, vừa mới lắp. Đó, và các bác chỉ cần bật máy lên là có thể sử dụng rồi ạ. Thì đây là con máy mạnh nhất trong tất cả các dòng máy rửa xe mà trước giờ nhà em nhập về. À, trước giờ thì nhà em chỉ nhập những cái dòng không dây, nhưng mà đây là lần đầu tiên có một mẫu mà có dây. Thì con này có cái công suất là 1300W, mạnh hơn những cái dòng chạy pin rất là nhiều. Thì cái con máy này nó hoạt động như là một cái máy nén áp suất luôn. Như các bác có thể thấy ở trên này nó có cả cái đồng hồ để đo áp suất. Ở đây sẽ có một đầu để nối cái dây vào nguồn nước. Đó, thì và ở phía bên còn lại sẽ là một cái đường dây dẫm để nối vào cái máy bắn này. Thì sau đây em sẽ test cho các bác luôn. Đây thì các bác có thể chỉnh được thêm cả tăng giảm áp suất nước ở đây. Đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái bình lọc để gắn vào cái đầu dây nối nước và một cái bình bọt cho các bác rửa xe cùng với xà phòng.